họ thấy bạn thay đổi tâm tính liên tục, đôi khi lạnh nhạt thờ ơ, đôi khi nhiệt tình, hào phóng, quá là mãnh liệt trong cảm xúc của mình, thì những cái vấn đề đó họ thấy bạn có gì đó hơi bị đa nhân cách nha, kiểu như lại lâu lâu bạn sẽ làm người khác, lâu lâu bạn sẽ làm người khác, nó biến đổi liên tục, và lâu lâu bạn bí ẩn trầm lặng đến khó hiểu, lâu bạn vội vàng nóng nóng nảy chẳng hạn, hoặc là dễ hờn giận họ chẳng hạn. Tuy nhiên đối với họ thì bạn vẫn gây họ cảm giác tò mò và muốn khám phá, và càng về sau về lâu về dài thì họ càng muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn, và bạn mang cho họ cảm giác bình yên, được lãng mạn, được nhẹ nhàng và được quan tâm. Vẫn cảm giác là nếu như song hành với bạn, đi đồng hành cùng bạn, theo những chuyến đi dài, thì họ thấy bạn là người thích hợp nhất để mà họ cùng nắm tay tiến bước về phía trước nha. Bạn làm cho họ cảm thấy được vui vẻ, được là chính mình, được thoải mái vui chơi, được quay về về tuổi thơ khi xưa mà họ đã từng bỏ lỡ chẳng hạn, hoặc tuổi thơ của họ đó những cái khuyết điểm hoặc là cái thiếu thốn về thứ nhất cái khuyết điểm của bản thân, họ cảm thấy không bằng bạn bè chẳng hạn, hoặc là thiếu thốn tình cảm, không ai hiểu mình nha. Với lại bây giờ nó thẳng ra cũng không ai rảnh mà hiểu một đứa nhỏ cả. Cái thời xa xưa thì cha mẹ chỉ còn quan trọng nuôi con, dạy con mà thôi, rồi thấy con khóc thì dỗ dành thế thôi, chứ họ không có quan tâm đến nhiều, quá nhiều đến tâm lý con cái ha, thì thành ra đa số như thế. Cho nên là cái cách mà bạn đối xử với họ thì đôi khi nó lạnh nhạt vô tình quá, thì không họ cảm thấy mệt mỏi và thấy theo không kịp với bạn, cái nghĩa là bắt theo cái tiến độ, cái nhịp trình của bạn không kịp luôn, rồi bạn quá nhanh, quá nguy hiểm, còn lại cảm thấy quá rén ngang, sợ hãi đó. Thì mình vẫn thấy là họ vẫn biết được là bạn có cái tính cách dứt khoát trong mọi tình huống luôn nha. Tuy nhiên họ thì vẫn muốn tận hưởng cái khoảnh khắc ở bên cạnh bạn trong giây phút hiện tại. Người này cũng không suy nghĩ quá nhiều đâu, chỉ là đôi khi họ bị cuốn xoáy vào cái dòng xoáy tình cảm mà khó có thể kiểm soát được bản thân mình, khó có thể định hướng được cái tâm trí của mình. Tại vì người này họ biết là họ nhạy cảm, họ biết là họ sống tình cảm mà, cho nên là thành ra để mà họ được an ổn nhẹ nhàng thì rất là khó, tại vì bạn rất là xinh đẹp, rạng ngời, bạn càng cuốn hút họ, bạn càng vô tình ngây thơ, đơn giản, chân thành với họ, thì họ càng cảm thấy là sợ bạn bị thiệt thòi trong tình cảm chẳng hạn. Họ luôn đặt bạn ở vị trí cao, có gì đó thanh thoát nhẹ nhàng, có gì đó khó chạm đến được. Tuy nhiên họ vẫn muốn ở cạnh bạn, bên bạn ha, nghĩa là khó là